Cách đây một năm thì anh tới đây là một cái vùng nó còn hoang vắng lắm. Thì về đây đã thay đổi rất là nhiều, xây dựng rất là nhiều rồi và nhìn thấy rất là đẹp. Phải công nhận là rất là ưng ý mà cái tốc độ xây dựng là nhanh nữa. Nên về đây mình cảm thấy rất là thích. Chị tính là như cuối tuần hay là dịp lễ, dịp hè thì cho các bé ra đây nó giống như một cái second home của mình vậy đó. Thì điểm đầu tiên là mình phục vụ cho bản thân, cho gia đình mình. Thì sau đó những cái khoảng thời gian nào mình trống mà mình không nghỉ thì chị sẽ tận dụng, chị cho thuê. Mình nhận được cái nhà mới thì cái cảm giác mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Khi mà mình bước vào căn nhà thì tầm mà nhìn về đại dương thì nó rất là rộng. Thì mình thấy được cái view biển rõ ràng từ cái căn nhà của mình. Thứ hai là cái không khí ở đây nó rất là tốt. Mình hít thở thoải mái, nó không có ngột ngạt giống như là mình ở thành phố, ở Sài Gòn. Còn anh thì anh nghĩ được cái tổng thể quy hoạch của nó rất là đồ sộ, đầy đủ cái dịch vụ từ ăn uống, vui chơi, giải trí, thể thao, sức khỏe là đầy đủ, không cần phải đi nơi khác.